Quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Tiến Hưng là một tiến sĩ kinh tế, nguyên là Tổng trưởng kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kiêm cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiện là giáo sư Đại học Howard, Washington DC, Hoa Kỳ. Ông được cho là người nắm hồ sơ, văn thư mật liên quan đến cam kết giữa hai Tổng thống Mỹ-Việt. Tác giả đã công bố những hồ sơ này để minh chứng sự phản bội của Hoa Kỳ qua những nhân sự cầm quyền đối với đồng minh Nam Việt Nam, dẫn tới kết thúc của Việt Nam Cộng Hòa qua biến cố năm 1975. Nội dung trong video sau đây thể hiện quan điểm riêng của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Bộ trưởng Kế hoạch trong Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm ấy là ngày 28 tháng 3 năm 1975. Sang ngày 31 tháng 3 năm 1975, một cuộc họp với phái đoàn Wayan dưới sự chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Phòng Tình hình Dinh Độc lập vào lúc 5 giờ chiều. Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và chúng tôi cùng tham dự. Đây là buổi họp Việt-Mỹ cuối cùng sau 25 năm người Mỹ dính líu vào Việt Nam. Mọi người cố tỏ ra bình tĩnh để cho đài truyền hình quay phim. Tôi ngồi cạnh Đại tướng Cao Văn Viên cũng cố gắng có một nụ cười. Nhưng khi truyền thông vừa ra khỏi thì bầu không khí nặng nề đã bao trùm căn phòng. Đà Nẵng vừa bị bỏ ngỏ ngày hôm trước. Nhiều vấn đề được đề cập nhưng quan trọng nhất là làm sao có được tiếp liệu cho lực lượng quân đội còn lại. Tướng Quyền kết luận, chúng tôi sẽ viện trợ theo nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa và sẽ trình bày những nhu cầu này trước Quốc hội. Ông Marbot nói thêm, nếu có lệnh thì việc tiếp liệu sẽ khởi sự ngay vì đã có sẵn ở Okinawa và Đại Hàn. Ngày hôm sau, tức ngày 1 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Thiệu chủ tọa một cuộc họp nữa để bàn việc tái tổ chức một số đơn vị quân đội bị tan rã, nếu có được tiếp liệu như tướng Wayan hứa. Về phía dân sự, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và chúng tôi cùng tham dự. Qua hai cuộc họp này và sau những diễn biến và những buổi họp tại Dinh Độc lập trong 3 tháng đầu năm 1975, chúng tôi thấy những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần không thể vượt qua được của miền Nam đã bộc lộ thực sự rõ ràng. Hầu hết nó phản ánh những khuyết điểm của chiến lược Việt Nam hóa và việc Quốc hội Mỹ cắt quân Viện. Mỹ hóa chiến tranh. Trước hết, tại sao phải Việt Nam hóa? Vì trước đó cuộc chiến đã bị Mỹ hóa. Trong cuốn Việt Nam 1945 đến 1995, giáo sư Lê Xuân Khoa trích dẫn một bài phỏng vấn của Tổng thống Thiệu với tạp chí The New Republic như sau. Lý do chính mà việc cộng cố thủ mạnh mẽ được như vậy là vì dân chúng vẫn tin rằng chẳng có gì khác giữa người Pháp mà họ gọi là thực dân và người Mỹ mà họ gọi là đế quốc. Ngoài ra, chương trình Mỹ hóa chiến tranh còn phạm phải ít nhất hai sai lầm quan trọng khác. Vì quá tin tưởng ở sức mạnh của mình và coi thường khả năng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ không trang bị cho họ vũ khí hiện đại. Quân Mỹ vào Nam Việt Nam từ tháng 3 năm 1965, nhưng Việt Nam Cộng Hòa chỉ có súng Garand từ Thế chiến thứ hai. Mãi tới tháng 6 năm 1968, sau Tết Mậu Thân, Hoa Kỳ mới cung cấp súng M-16 cho binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bộ đội Cộng sản miền Bắc đã sử dụng AK-47 từ mấy năm trước. Hầu hết máy bay trực thăng rất cần thiết trong các cuộc hành quân đều do phi công Hoa Kỳ lái và chỉ chịu mệnh lệnh của cấp chỉ huy người Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ chỉ quen với chiến tranh quy ước không thích hợp với những điều kiện chiến đấu chống du kích trong núi rừng nhiệt đới. Nhưng Hoa Kỳ vẫn tin rằng sẽ thắng bất cứ loại chiến tranh nào bằng cách sử dụng hỏa lực thật mạnh và thật nhiều. Lối đánh trận kiểu nhà giàu này quá phí phạm, coi thường sinh mạng của dân chúng mà thường không đem lại kết quả mong đợi. Trái với mục tiêu tranh thủ nhân tâm, lối đánh trận này chỉ làm cho dân chúng có cảm tình với chủ trương chống Mỹ cứu nước của Cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp bất đồng ý kiến giữa các cố vấn Mỹ và các cấp chỉ huy người Việt. Theo nhận xét của một vài tướng lãnh, nó lại còn gây nên một tình trạng tâm lý bất lợi, đó là làm cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa quen với cung cách chiến đấu kiểu nhà giàu. Việt Nam hóa thực chất là gì? Tổng thống Richard Nixon muốn giải kết vai trò của Mỹ ở Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird thuyết minh nên dùng từ Việt Nam hóa. Chương trình này đã giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở thành hùng mạnh nhất tại Đông Nam Á. Về mặt kinh tế, nó cũng giúp miền Nam có được những bước tiến vượt kỳ vọng, mặc dù chịu sức ép lớn lao của lạm phát siêu mã. Tuy nhiên, về mặt quân sự thì nó có nhiều khuyết điểm. Quân đội hùng mạnh nhưng thiếu bền vững và chỉ mạnh nếu có được hỏa lực và tính cơ động cao. Cả hai yếu tố hỏa lực và di động đều đòi hỏi phải có sẵn đồ phụ tùng để bảo trì và sửa chữa. Nguyên 1.429 tàu chiến của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã cần tới 64.240 phụ tùng và dụng cụ sửa chữa, không quân là 192.000, lục quân là 127.000 phụ tùng. Năm 1974, khi Quốc hội Mỹ cắt quân Viện, Đại tướng Cao Văn Viên phải hạn chế tối đa đạn dược, xăng nhớt. Có lần chúng tôi đi thăm Sư đoàn 1 đóng ở Huế, tướng Nguyễn Văn Điểm chỉ lên phía đồi và nói: "Chúng tôi luôn bị pháo của quân đội Bắc Việt từ trên đó mà không có khả năng đáp trả." Tinh thần suy sụp. Tình trạng này ép mạnh vào tinh thần miền Nam như Đại tướng Viên báo cáo. Đạn tồn kho sẽ hết vào tháng 6 năm 1975. Cá nhân chúng tôi đã từng chứng kiến sự khắc khoải của Tổng thống Thiệu, nhất là khi ông ra lệnh dốc hết dự trữ của Ngân hàng Quốc gia để mua tiếp liệu, dầu lửa thì đã tìm thấy ngoài khơi nhưng chưa khai thác kịp. Nói về hỏa lực, phải kể tới số quân cụ được chuyển giao trong chương trình Inhan và Inhan Plus vào năm 1972. Truyền thông Mỹ hay nói tới việc đã chuyển cho miền Nam hàng tỷ đô la khí giới mà sao vẫn bại trận. Ta hãy nghe tướng John Murray, tùy viên quốc phòng ở Sài Gòn bình luận: "Ai cũng tưởng lầm về vụ chuyển giao quân cụ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra, đó chỉ là những thứ quân cụ hư hỏng hoặc cũ kỹ, lỗi thời. Phần lớn là đồ thặng dư, đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều. Mỗi khi ông Murray yêu cầu Bộ Quốc phòng gửi phụ tùng để bảo trì thì đều bị từ chối. Miền Nam phải ôm lấy những thứ này như của nợ. Không chuyển giao hệ thống tham mưu. Chương trình Việt Nam hóa chỉ tập trung chủ yếu vào việc chuyển giao quân cụ, tiếp liệu như Kho Long Bình, không đặt nặng vấn đề tham mưu và điều hợp chiến trường. Như vậy, khả năng tham mưu của Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh chiến trường là giới hạn. Đây có thể cũng là một lý do mà nhiều khi Tổng thống Thiệu chỉ huy trực tiếp từ Dinh Độc Lập, như chúng tôi chứng kiến trong buổi họp ngày 25 tháng 3 năm 1975 về lệnh bỏ Huế. Ngay từ thời còn là một sĩ quan, khả năng tham mưu của ông đã được đồng liêu và tướng lãnh Mỹ khen ngợi, nhưng ông bị chỉ trích là tập trung quyền hành, không giúp Việt Nam Cộng Hòa có thêm lực lượng trừ bị. Vấn đề này thì chúng tôi nắm rất vững vì đã từng nhận chỉ thị của Tổng thống Thiệu để giúp Đại tướng Viên và Trung tướng Đồng Văn Quyên, đặc trách tiếp vận, đi lobby phía Mỹ giúp trang bị thêm 2 sư đoàn để làm lực lượng trừ bị. Việt Nam Cộng Hòa có trên 1 triệu quân nhưng chỉ có 13 sư đoàn là quân chính quy, phần còn lại là địa phương quân, dân quân, giữ an ninh địa phương. Tổng thống Thiệu thường hay phàn nàn với chúng tôi: "Mình chỉ có 2 sư đoàn dù và thủy quân lục chiến, phải dùng trực thăng bốc đi hết trận này tới trận khác." Việt Nam hóa quá ngắn về thời gian. Chương trình bắt đầu từ hè năm 1969 và chấm dứt vào cuối năm 1972. Như vậy là chỉ có 3 năm rưỡi. Ông Volmabot ví vấn đề thời gian bắn vỏi như muốn cho 9 người đàn bà đẻ một đứa con trong một tháng. Nó lại bị gián đoạn bởi 2 trận chiến, Lam Sơn 719 đánh sang Lào vào xuân năm 1971 và mùa hè đỏ lửa vào xuân thu năm 1972. Sau 2 trận này, sức mạnh của quân đội bị tiêu hao, cấp lãnh đạo quân sự mất đi gần 20% của thời gian Việt Nam hóa có thể dùng để tổ chức nhiều khóa hội thảo về tham mưu. Việt Nam hóa trong bối cảnh đàm phán. Chiến lược giải kết khỏi Việt Nam dựa vào 2 cấu phần: Việt Nam hóa và đàm phán với Bắc Việt. Tổng thống Nixon cho rằng cả hai sẽ đi song hành và hỗ trợ nhau, nhưng trong thực tế nó đã đi ngược với nhau. Nixon tin vào Việt Nam hóa, Kissinger không tin, lại còn thuyết phục Nixon tại sao ông không tin. Kissinger chỉ tập trung vào mật đàm. Nơi đây chúng tôi chỉ nhắc lại một thí dụ về sự đối chọi này. Ngày 17 tháng 9 năm 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lấy lại được Quảng Trị, tinh thần lãnh đạo miền Nam lên cao, đó là thành công của Việt Nam hóa. Nhưng chỉ 3 tuần sau, tinh thần lại bị rúng động thật mạnh vì thất bại của hòa đàm. Tại sao thất bại? Vì trong buổi họp với ông Lê Đức Thọ vào ngày 8 tháng 10 năm 1972, ông Kissinger đã nhượng bộ điểm chính yếu của 4 năm mật đàm. Mỹ đơn phương giúp quân nội trong 2 tháng, quân đội Bắc Việt được đóng lại miền Nam và đóng theo cách đốm da beo. Sự hấp hối của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Trời tối sầm đi trên một lãnh thổ đang hẹp lại là bài viết đăng trên tuần San Tham, số ra ngày 7 tháng 4 năm 1975, về đêm trước sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn. Với những thông tin được cập nhật và sự phân tích sắc sảo, tác giả đã phản ánh tình hình chiến trường, mô tả nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước sức tiến công vũ bão của quân giải phóng. Đoạn lược trích sau đây được dịch từ nguyên bản tiếng Anh do dịch giả Lê Đỗ Huy thực hiện. Lảo đảo, choáng váng, lộn xộn, là quân đội Nam Việt Nam trong cuộc rút lui vào tuần trước. Gần như không hề chạm súng, quân Sài Gòn rút khỏi các cứ điểm của họ. Không được chỉ huy, hoàn toàn mất tinh thần, họ vứt súng và nhập vào đoàn hàng ngàn người cuộc di tản kinh hoàng về phía Nam. Điều làm kinh ngạc là tốc độ sụp đổ của Nam Việt Nam. Quốc gia đã chiến đấu chống Cộng sản từ một trận đấu hòa là Hiệp định Paris vào tháng Giêng năm 1973, nay tỏ ra mất khả năng và ý chí để kháng cự. Tuyến phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa bị tan chảy trước sức tiến công của các lực lượng Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Nhiều chuyên gia Mỹ về Việt Nam chỉ 2 tuần trước trung tuần tháng 3 còn dự báo những thiệt hại có mức độ của Sài Gòn trong mùa khô này. Hôm nay đã không loại trừ đà tiến công này có thể đưa phía Cộng sản tới một toàn thắng về quân sự chỉ trong vài tuần tới. Nếu Nam Việt Nam có sống sót được thì nó cùng lắm chỉ còn dạng cụt ngủn, gồm các tỉnh quanh Sài Gòn và châu thổ sông Mekong. Dù sao cũng đã rõ ra một điều, quyết định 2 tuần trước của Thiệu, Tổng thống chính quyền Sài Gòn là bỏ mặc cho các tỉnh xa xôi, khó bảo vệ rơi vào tay Cộng sản, đã khởi đầu cuộc tháo chạy toán loạn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 5 tỉnh nữa vừa mất trong tuần đầu tháng 4, đưa số tỉnh bị mất lên 13 trong tổng số 44. Đầu tiên là Quảng Tín và Quảng Ngãi ở phía Bắc thất thủ, rồi tới Thừa Thiên, cùng với cố đô Huế về tay Cộng sản trong một sáng sớm giữa tuần. Rồi Đà Nẵng trơ bơ như hoang đảo cuối cùng của 5 tỉnh vốn được gọi là vùng chiến thuật 1, rồi bị nuốt chửng một cách kỳ quặc trong hỗn loạn của cuộc di tản. Ngay trước đó, Lâm Đồng, một tỉnh trồng chè dân cư thưa thớt nằm cách Sài Gòn 85 dặm về phía đông bắc, cũng thất thủ. Do Thiệu bất thình lình ra lệnh bỏ phần lãnh thổ này, quân Sài Gòn không có thời gian để tổ chức rút lui có trật tự. Ở tỉnh Quảng Trị, một trong những phòng tuyến tốt nhất của quân Việt Nam Cộng Hòa, tỷ lệ đào ngũ lên tới 15%. Cuộc rút khỏi Huế về có thể xem là bỏ chạy tán loạn trong khiếp đảm, quẳng lại pháo 105 ly, lựu pháo, vũ khí bộ binh, vân vân. Trong các thành phố lớn miền Nam, chỉ còn Sài Gòn là chưa ngập vào tình trạng hoảng loạn toàn thành, cho dù chưa bao giờ chịu căng thẳng bởi các tin từ phía Bắc truyền xuống đến mức này. Dấu hiệu rõ rệt của sự lo lắng là những biện pháp đề phòng được nhiều người tiến hành. Sự tích cóp làm cho giá gạo tăng khoảng 10%. Một cảm nhận đậm lên trong giới sĩ quan, trí thức, người dân và trong các nhóm không phải là cộng sản và có tư tưởng bảo thủ mạnh mẽ. Thiệu là một chướng ngại đầy tai ách cho cả hai xu thế. Một là chủ trương của một cuộc phản kích quyết liệt, hai là chủ trương dàn xếp với phía cộng sản. Phe đối lập bảo thủ cho rằng Nam Việt Nam cần một phong trào chống cộng mạnh, đại chúng để tổ chức quân đội Sài Gòn lập tuyến phòng thủ nay hẹp hơn, bao gồm Sài Gòn và phần phía đông của vùng vựa lúa châu thổ sông Mekong. Tình hình hiện tại giống như sự hoảng loạn ở Trung Hoa lục địa năm 1949, một chính khách có ảnh hưởng của Việt Nam Cộng Hòa chia sẻ. Việc thò ra Ủy ban Cứu nguy Dân tộc của Nguyễn Cao Kỳ vào ngày 2 tháng 4 năm 1975, rồi việc Thiệu bắt bớ những người chống đối cánh tả nhằm giết gà dọa khỉ, đang xúc tác những lời đồn về một cuộc đảo chính ở Sài Gòn. Một trong những điểm mạnh của Thiệu là sự thiếu thống nhất của các phần tử chống đối ông ta. Chẳng hạn, Ủy ban Cứu nguy Dân tộc vẫn chưa được móc nối với lực lượng đối lập chính. Không phải Cộng sản, ở Sài Gòn, đó là nhóm Phật giáo cực đoan nhất, đang chủ trương gia nhập một chính phủ liên hiệp với phía Cộng sản. Xem ra, cả Kỳ lẫn Minh Cồ, tức Dương Văn Minh, cựu quốc trưởng lãnh đạo phái Phật tử chống đối chính quyền, đang khó gom đủ vây cánh để thay Thiệu. Vấn đề cốt lõi đối với Thiệu, hơn là những nước đi của phe đối lập, là liệu Quốc hội Hoa Kỳ có thông qua khoảng 300 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Thiệu mà Tổng thống Ford đang đề xuất. Sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ lần này là tỏ ra thiếu triển vọng chưa từng có. Và cả giải pháp thỏa hiệp nêu bởi Ngoại trưởng Kissinger trong họp báo tuần trước là viện trợ cả gói 5,5 tỷ USD cho Sài Gòn trong 3 năm cũng chẳng triển vọng hơn. Hầu như mọi thứ ở Nam Việt Nam hôm nay xoay quanh khả năng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đẩy lùi được bước tiến của quân Cộng sản. Hầu như mọi nhà phân tích quân sự đều cho rằng trận quyết định này sẽ xảy ra ở vùng chiến thuật 3 quanh Sài Gòn. Cho dù 3 hoặc 4 sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã giã thành từng mảng khi rút chạy từ phía Bắc về, nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn 3 sư đoàn cộng với 5 chiến đoàn biệt động quân và 3 lữ đoàn không vận hiện triển khai quanh đô thành Sài Gòn. Nhiều trong số các đơn vị này, theo các nhà phân tích Lầu Năm Góc, rõ ràng chưa mất tinh thần ghê gớm bởi cuộc cài số lùi về quân sự xảy ra ở các tỉnh Bắc Việt Nam Cộng Hòa. Hơn nữa, vùng đô thị này vẫn còn các kho đạn dược dồi dào. Vì thế, phần lớn các chuyên gia quân sự dự đoán là Sài Gòn và Nam Việt Nam vẫn chưa sụp đổ vào năm nay. Nhưng một triển vọng dài hạn hơn thì không thể hứa hẹn, một chuyên gia của chính phủ Hoa Kỳ nhận định. Điều này gây ít nghi ngờ, cuộc tiến công của phía Cộng sản lần này mang tính quyết liệt chưa từng thấy. Nếu như Sài Gòn có thể tái tổ chức năng lực phòng thủ và kiến tạo được lá chắn vững bao quanh đô thành và kìm chân được những đơn vị tấn công của đối phương cho tới đầu hè, để mùa mưa làm giảm cường độ tác chiến, thì quân Cộng sản chắc phải dừng chân ở ngưỡng cửa Sài Gòn, đợi đến mùa khô sau. Hiện tại, đối phương đã hội được 7 sư đoàn và khoảng 200 xe tăng, và nếu không đạt được các giải pháp chính trị, ngụ ý một sự liên hiệp với phía Cộng sản, thì Hà Nội và Việt Cộng sẽ dấn tới, giành thắng lợi hoàn toàn về quân sự mà họ tìm kiếm suốt 10 năm qua. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, một cuộc họp chính thức có chủ đề cuộc di tản tại Việt Nam diễn ra ở Nhà Trắng. Tổng thống Ford buồn bã nói với cấp dưới rằng ông đang hiểu nước Mỹ đã rút từ số 6.000 người Mỹ sẽ được di tản xuống còn 1.600 người. Dù con số của cấp dưới cho rằng có thể chênh lên là 1.700 người, song ông Ford vẫn khẳng định đã ra lệnh giảm xuống chỉ còn 1.090 người. Những cuộc họp liền kề nhau đã diễn ra nhiều hơn, thậm chí một cuộc họp khuya đã diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, hay cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kissinger và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Gelsinger vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, ngay trước những giờ cuối khi Sài Gòn sụp đổ. Đây cũng là những giờ phút cuối cùng của người Mỹ ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Gelsinger đã nói có 8 chiếc máy bay chở được 450 người, trong khi số người chờ di tản là 750 người. Theo đó, và số chuyên cơ đã tăng lên là 14, và theo kế hoạch, ông đại sứ sẽ ra đi cùng với chiếc phi cơ số 14. Và cuối cùng, rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại sứ Mỹ đã rút khỏi sứ quán, mang theo lá cờ sao và vạch, đặt dấu chấm hết cho đế quốc Mỹ tại Việt Nam vào mùa xuân năm 1975.